Họa phước vô môn Duy nhân tự chiêu Tiện ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 93 Dạng ngày 9 tháng 9 năm 1999 Tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thưa quý vị đồng học Cùng tất cả mọi người Chúng ta Xem tiếp phần thứ 39 Trong Cảm ứng Thiên Những tác tàn hạn Nghĩa là nhận tâm làm những việc tàn ác, tổn hại Và phần thứ 40 gồm hai câu Âm tặc lương tiện Ám vũ quân thân Từ đây cho đến hết phần Mạng kỳ tiên sinh Bạn kỳ sở sự Cuốn chư vô thức Bản chư đồng học hư vu trá ngụy công yết tông thân cương cường bất nhân ngật lệ tự dụng là một đoạn lớn trong đoạn lớn này hầu như mỗi câu đều là một đoạn nhỏ Tất cả đều nói về những điều ác lớn Nêu lên nhiều ví dụ điển hình Trong phần chú giải của câu Nhận tác tàn hại đề cập chỉ nói riêng về sinh mạng loài vật đây là nói đến những chuyện giết hại sinh mạng về việc này người đời nay hầu như đều không tiếp nhận được những lời răng dạy của các bậc thánh hiền. Đối với chuyện nhân quả ba đời, dường như không thể tiếp nhận. Hơn nữa, khuynh hướng chung trong xã hội Ngày nay mọi người đều chạy theo lợi ích thực dụng Chỉ tìm cầu lợi ích riêng tư cho bản thân mình Không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh của người khác Cho nên Đối với loài vật thì rõ ràng không cần phải nói họ có thể tùy ý giết hại ăn nuốt từ gian sống của một đời này rất ngắn tuy nhiên trong thời gian ngắn ngủi ấy để tạo ra biết bao nhiêu nghiệp xấu ác cùng với chúng sinh kết thành những mối oán cừu giết hại sinh mạng như vậy thì đời đời kiếp kiếp về sau phải đền trả mãi mãi không dứt những ý nghĩa sự thật này chỉ trong kinh phật mới nói được thấu triệt cảm ứng thiên cũng nói rất rõ ràng hành vi giết hại vật mạng này trong thực tế đều xuất phát từ sự tàn nhẫn không có mảy may lòng trắc ẩn thương xót Đến khi bản thân mình gặp tai nạn Cũng sẽ không có ai thương xót Nghĩ đến Vì sao vậy? Vì nghiệp nhân quả báo Không một mảy may sai lệch Trong phần chú giải nói rất hay Chư tiện bản ư nhất từ Nghĩa là các bạn có mọi việc tiện là tâm từ Một niệm từ bi Là nguồn gốc của tất cả điều lành Chư ác Bản ư nhất nhẫn Do sự tàn nhẫn Nên người ta dám làm hết đẩy mọi điều xấu ác mà không hề có sự kiên dè sợ sệt từ bỏ sự nhẫn tâm tu tập từ bi thì ngay nơi đó là công đức của chư phật bồ tát của các bậc thánh hiền chúng ta học phật mong cầu làm bậc thánh hiền phải từ chỗ này mà bắt đầu tu tập nhưng thế nào gọi là từ bi thế nào là tàn nhẫn hình tướng thu tiện thì rõ ràng dễ thấy nhưng hình tướng vi tế thật không dễ thấy được rõ ràng. Trong sách Liệu Phạm Tư Huấn nói rất hay, việc thiện có thật, có giả, có thiên lệch, có trọn vẹn. Sách trình bày rất nhiều về vấn đề này có thể thấy rằng đối với những chỗ phân biệt chi ly vì thế như vậy nếu quý vị không có trí tuệ không có học vấn thì không thể nào thấy được trong xã hội hiện nay có quá nhiều những sự việc tưởng chừng như đúng mà thật ra là sai nhiều không thể nói hết Vì tin vào những gì từ thân mình nhìn thấy Tin vào cách nhìn, cách nghĩ của bản thân mình Thường luôn dẫn đến sai lầm lớn lao Không thể cứu giảng Chúng ta xem trong lịch sử có những nhân vật giết hại đến muôn ngàn người, đến muôn ức người. Nếu truy cứu đến nguyên nhân căn bản của sự giết hại ấy, thì đều là do những kẻ giết hại đã tin vào cách nghĩ, cách nhìn của họ. Tỷ chiến thứ nhất, tỷ chiến thứ hai. Đều là do có những cá nhân tin vào cách nghĩ, cách nhìn của riêng họ Khiến cho muôn ức người phải chịu hòa hại Tạo thành vô lượng vô biên tội nghiệp Chúng ta ngày nay không có quyền lực, địa vị, uy thế như những dân vật ấy Nhưng trong đời sống từ ngày nếu không biết cẩn thận không biết tìm cầu trí tuệ buông thả theo những vọng tượng phân biệt bám chấp của bản thân mình thì cũng sẽ tạo ra những tội nghiệp không khác gì họ chúng ta làm sao mà biết được ảnh hưởng của những tội nghiệp ấy cho nên mỗi lúc gợi tâm động niệm nói năng hành động không thể không hết sức cẩn thận những kẻ trí thức thời xưa lấy khổng tử mạnh tử làm cuôn mẫu nói theo Người học Phật chúng ta Xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tập Đại Đệ Tử Phật Là những khuôn mẫu Cho sự tu hành của mình Đó là ta có chỗ để noi theo Có chỗ để quay về đương tựa Vậy phải chân chánh tu học mới được Chỉ học Phật ngoài cửa miệng Chỉ học Phật một cách hình thức Thì không phải từng sự vận dụng khuôn mẫu của chư Phật Bồ Tát Để xây dựng bản thân mình Như vậy thì trong một đời này Rất khó được thành tựu Giỏi lắm cũng chỉ là Kết được mối duyên lành với Phật mà thôi như chúng ta từ vô lượng kiếp quá khứ đến nay đời đời kiếp kiếp từng kết duyên với phật mà chưa được thành tựu chúng ta lại nghĩ đến những ai là người được thành tựu có hai hạng người được thành tựu thứ nhất là các vị bồ tát Tỳ hiện vì chúng sinh giảng kinh tuyết pháp chúng ta cũng hết sức hướng về nói theo nhưng thực sự rất khó làm được hạng thứ hai quả thật là những chúng sinh hiện thời nguyên nhân sự thành tựu của họ không gì khác hơn là Lặng lẽ, ít nói Chân chất tu hành Quý vị cần quan sát tật kỹ niệm Phật đường này của chúng ta Xem những người niệm Phật đã được giảng sinh Giảng sinh tức là được thành tựu Các vị ấy đều điềm lành hiếm có sau đó suy ngẫm đến cuộc sống lúc còn sinh tiền của các vị ấy. Nhất là sự biểu hiện trong vòng một hai năm ngay trước lúc giảng sinh. Từ sự quan sát ấy, chúng ta có thể thấy ra được rằng nhìn chung những người tu hành được thành tựu đều là những người bớt nghị, bớt diệt. Quả thật đối với họ Nhiều việc không bằng ít việc Ít việc không bằng vô sự Nên tâm họ mới được thanh tịnh Tâm thanh tịnh Là niệm Phật tam bụi Cho nên công phu tu hành của họ Đạt hiệu quả Quý vị ở trong cửa Phật Mà quá nhiều vọng tượng Quá nhiều tạp niệm Quá nhiều chuyện tị phi vô bổ Thì bất kể quý vị có là người xuất gia hay tại gia Cũng chỉ có thể tu phước mà thôi Người dạng kinh thuyết Pháp Nhưng nếu vọng niệm vẫn còn nhiều Vọng tưởng còn nhiều Ngoại duyên vướng víu nhiều thì việc dạng kinh thuyết Pháp đó cũng chỉ là được phước báo cửu lậu của thế gian mà thôi. Không có công đức. Quý vị nhất định phải làm rõ điều này. Công đức là tâm thanh tịnh. Vọng tượng của quý vị qua mỗi năm đều giảm đi so với năm trước, mỗi tháng đều giảm đi so với tháng trước. Đó là công đức. ngoại duyên vướng víu cũng ít hơn đó là biểu hiện của công đức chúng ta là phàm phu là người mới học không phải bồ tát ứng hóa ra đời bồ tát ứng hóa ra đời thì đối với ngoại duyên không có quan hệ gì các ngài tâm địa thanh tịnh bình đẳng không rơi vào thiên lệch cực đoan như vậy là được chúng ta công phu chưa đạt được đến mức ấy nếu muốn trong một đời này được thành tựu, nhất định phải dựa vào sự chọn lựa bằng trí tuệ của bản thân mình. Trong bảy giác chi, yếu tố đầu tiên là trạch pháp, tức là sự chọn lựa. Phải lựa chọn pháp môn tu học nào có lợi ích đối với bản thân mình. Chọn lựa hoàn cảnh sống nào có lợi ích đối với sự tu học của mình tránh né những sự mê hoặc vật dù tránh né những bó buộc quý nhiễu hy vọng một đời này không muốn đến nỗi luống qua vô ích Như vậy là người thực sự có trí tuệ Là người thực sự có thành tựu Từ bản thân mình phải có tâm nguyện như thế Nhất định phải cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì không có sức vật gia trì phàm phu chúng ta làm không nổi trước đây trong thời gian tôi đang cầu học giai đoạn vừa mới bắt đầu công việc hoằng pháp khó khăn chồng chất trong cả đời của tôi giai đoạn này chính là nhiều thử thách khốn đúng nhất tiếng nhưng tôi vui lòng chấp thuận thì tôi dạy rằng hết thảy những gì trong cuộc đời này đều do chư Phật Bồ Tát sắp xếp cho tôi cho nên dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng đều vui vẻ đón nhận Tôi ở ngay trong những hoàn cảnh đó mà rèn luyện bản thân, đem những phiền não tập khí của mình, gọt dũa cho lắng xuống, cho mất đi. Như vậy mới có được một chút thành tựu nếu không chịu đựng được những thử thách khảo nghiệm Thì nhất định không thể thành tựu Việc chọn lựa hoàn cảnh tu học Là điều kiện then chốt của sự thành bại Trong một đời tu học của chúng ta Trong đời tôi Cũng đã gặp được rất nhiều người nhiệt tâm Hỗ trợ, giúp đỡ nhưng tôi đều từ chối không nhận tôi chỉ chấp nhận riêng sự quan tâm của hàng quán trưởng ý nghĩa này không nhiều người hiểu được một người quan tâm tôi chỉ cảm ơn cảm tạ một người mười người tám người quan tâm trong tương lai tôi phải cảm ơn cảm tạ mười người tám người Vì chẳng phải là mệt mỏi quá lắm hay sao? Ý nghĩa này cần phải hiểu rõ. Có rất nhiều người so với hàng quán trưởng có hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Tôi đều không lưu tâm mảy may. Người ta bố tí ơn huệ cho mình không dễ tiếp nhận. Tương lai phải báo ơn. nơi này ở không được tốt chuyển sang nơi khác lại ở không được tốt là chuyển sang nơi khác nữa như vậy thì một đời của quý vị xem như tiêu rồi còn ai dám nhận quý vị đến ở ở trung hoa vào thời xưa người xuất gia tạm trú ở các tượng diện nhận cho tạm trú là gì của thầy tri khách thầy tri khách nhất định sẽ hỏi quý vị xem từ đâu đến đã tạm trú ở nơi đó bao lâu trong quá khứ đã từng tạm trú ở những nơi nào khác nếu như quý vị từng cư trú ở mỗi nơi chỉ một thời gian rất ngắn thầy tri khách sẽ hiểu ngay rõ ràng là quý vị không phải người thích nghi tốt sẽ không muốn lưu giữ quý vị nếu mỗi nơi quý vị đều cư ngụ được 3 năm, 5 năm, thì quý vị là người sống tốt, có thể sống chung hòa hợp với mọi người. Người ta sẽ vui lòng lưu giữ quý vị. Từ điểm này cũng có thể quan sát thấy được quý vị có khả năng nhẫn nhục hay không? Quý vị có tâm nhẫn nại hay không? Chúng ta hãy tự suy ngẫm về chính bản thân mình Ta có tâm nhận lại được bao nhiêu Thì sẽ được thành tựu bấy nhiêu Nhận dục được đến mức nào Thì sẽ đạt định tuệ đến mức đó Những ai sống chung với người khác Không thể nhận nhục trong hoàn cảnh công việc không thể nhận nhục Thì sự thành tựu của người ấy nhất định chỉ có hạn Câu chỉ nói riêng về sinh mạng loài vật Hàm nghĩa là không chỉ đối với việc của người phải nhận chịu được Mà đối với loài vật cũng phải nhận chịu được Loài vật ở đây thường là chỉ những loài vật nhỏ bé khi nhìn thấy những loài vật nhỏ bé Chúng ta có cởi lên ý niệm gì hay không? Trong đời quá khứ Ta cũng từng ban thân như chúng Có cởi lên ý niệm như vậy hay không? Trong một đời này, nếu chúng ta không được giảng sinh, Đời sau càng có rất nhiều nguy cơ tái sinh mang thân như chúng. Nếu như khởi lên ý niệm như vậy, đó gọi là bắt đầu giận hiểu, đó là quý vị bắt đầu giác ngộ. Chúng ta càng phải tự kích lệ mình. Tự nhắc nhở cảnh tỉnh mình Không dám dạy đại buông thả Chúng ta đã từng trải qua nhiều đời nhiều kiếp Xin làm kiến bụi Xin làm rùi dặn Thân mạng bất cứ loại nào cũng đều đã từng trải qua Chỉ có điều đã quên mất cả rồi Ta cũng từng sinh vào địa ngục Từng sinh làm ngạ quỷ Cũng từng sinh làm thiên dương Chỉ là một cơn mộng Nay vẫn còn muốn tiếp tục cơn ác mộng như thế hay sao? Cho nên đối với hết thảy các loài động vật Đều phải cởi tâm từ bi Phải thương yêu bảo vệ chúng phải quan tâm đến chúng Phải nghĩ rằng Tự thân ta với chúng Bạn thể không hề khác biệt Chỉ khác nhau về hình tướng Thân tệ hiện nay mà thôi Chỉ khác nhau về phương thức sống mà thôi Tâm tàn nhẫn là tâm dẫn vào ba đường ác những chúng sinh thấp kém của sáu đường luân hồi lòng thường ôm ấp sự hung hăng tàn nhẫn chỉ trong chớp mắt đã đọa vào địa ngục đã sinh làm ngạ quỷ cho đến thân xuất sinh cũng không dễ đạt được Chúng ta sao có thể không hết sức sợ sệt cảnh giác Hôm nay, thời gian đã hết, chúng ta dạng đến đây thôi.